Thi thanh niên sáng tạo vì khí hậu được tỉnh đoàn phát động từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021. Theo đó, ban tổ chức nhận được 71 bài dự thi. 10 bài thi nổi bật lọt vào chung kết và dự thi chung kết. Các tác giả thuyết trình về giải pháp dự thi trước hội đồng giám khảo, sau đó trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng giám khảo. Qua những bài dự thi, thanh niên sáng tạo vì khí hậu cho thấy, thí sinh đã vận dụng được kiến thức từ sách vở vào thực tiễn cuộc sống, nhất là trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên việc thực hiện bài thi được thí sinh nỗ lực bằng nhiều cách, linh hoạt và thích ứng an toàn. Em và bạn em đã cùng nhau thảo luận để đưa ra những cái giải pháp cũng như là cái cải tiến mới để có thể áp dụng vào cái đề tài ngày hôm nay, để có thể tận dụng, cố gắng đưa sản phẩm này ra đến các nơi thiếu thốn nước sạch để sử dụng. Trong bối cảnh dịch bệnh này thì không thể gặp nhau trực tiếp bên ngoài, nên là chúng con đã liên lạc với nhau qua các hình thức như là nhắn tin trên Facebook hoặc là Zalo để gửi bài, hoặc là những đoạn video call để thuyết trình cho nhau nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau. Không ngừng nâng cao nhận thức, phát huy sức sáng tạo của đoàn viên, sinh viên, thanh thiếu niên, ban tổ chức cuộc thi đã cam kết đồng hành cùng các tác giả đạt giải cao, tiếp tục hiện thực hóa các ý tưởng dự thi. Đối với những ý tưởng mà có mang cái tính kinh doanh đó, hoặc là những ý tưởng mang cái tính mà sở hữu trí tuệ đó, thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt với Sở Khoa học Công nghệ làm cái thủ tục sở hữu trí tuệ cho các bạn để đảm bảo được cái ý tưởng này các bạn. Cái thứ hai là bên cạnh đó là những cái nội dung, những ý tưởng nào nó khả thi, chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để làm sao triển khai thực hiện hóa hoặc thương mại hóa các ý tưởng này. Và cái thứ ba, chính tỉnh đoàn chúng tôi sẽ là một trong những cái đối tác, những cái người sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn triển khai thực tế những đối tượng này. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả của ý tưởng Thử thách 7 ngày sống xanh của đoàn trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu. Giải nhì cho ý tưởng truyện tranh tuyên truyền nâng cao nhận thức về mối liên hệ giữa rác thải nhựa và biến đổi khí hậu cho học sinh tiểu học của đoàn trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu. Hai giải ba thuộc về ý tưởng tận dụng nhiệt từ lò đốt rác thải hóa hơi nước biển, nước nhiễm mặn và kế hoạch khởi nghiệp với giải pháp kinh doanh có trách nhiệm với biến đổi khí hậu.